thịt bò tái sống và thịt bò chín ăn kiểu nào tốt hơn? Một số người cho rằng việc ăn thịt bò sống hoặc tái có lợi cho sức khỏe hơn so với thịt được nấu chín. Tuy nhiên, cơ quan y tế khuyến nghị nên nấu chín thịt bò để tiêu diệt bất kỳ vi khuẩn có hại nào có thể gây hại cho sức khỏe. Thịt bò sống có an toàn không? Thịt bò sống khá phổ biến trên toàn thế giới. Một số món được làm từ thịt bò sống như Amsterdam Ossenhaus xúc xích thịt bò sống có nguồn gốc từ Amsterdam. Capacho một món khai vị truyền thống của Ý bao gồm thịt bò hoặc cá sống thái lát mỏng. Pitbull Rebitech, được làm nóng trong thời gian ngắn ở nhiệt độ cao, nhưng, vẫn còn sống hoặc chín tái ở bên ngoài. Việc tiêu thụ thịt bò sống rất nguy hiểm, vì nó có thể chứa vi khuẩn gây bệnh như Salmonella, Escherichia coli Coli, Sigella, và Staphylococcus aureus gây ra ngộ độc thực phẩm. Tất cả các vi khuẩn gây bệnh này đều bị phá hủy bằng nhiệt trong quá trình nấu chín. Các triệu chứng như khó chịu ở dạ dày, buồn nôn, tiêu chảy, và nôn có thể từ nhẹ đến nặng. Xảy ra trong vòng 30 phút đến một tuần sau khi ăn thịt bò sống bị nhiễm độc, cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA khuyến cáo rằng phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người lớn tuổi, những người có hệ miễn dịch yếu nên tránh ăn thịt bò sống hoặc nấu chưa chín theo Healthline. Dinh dưỡng có trong thịt bò sống so với thịt bò nấu chín. Thịt bò là một nguồn protein chất lượng cao có chứa một số vitamin và khoáng chất trong 100 gram mầm thịt bò xay chứa 16 đến 20% hàm lượng chất béo cung cấp. Lượng calo 244 kcal. Protein 24 gram chất béo 16 gram mầm, cáp 0 gram mầm, đường 0 gram mầm, chất xơ 0 g mầm, sắt 14% giá trị hàng ngày DV. Vitamin B6 21% DV. Vitamin B12 115% DV, Photpho 16% DV, Kali 7% DV, Kẽm 55% DV, Đồng 8% DV, Selen 36% DV, Riboflavin 14% DV, Niacin 34% DV, Choline 14% DV. Những người ủng hộ việc ăn thịt bò sống cho rằng các chất dinh dưỡng có sẵn trong thịt bò cơ thể chúng ta có thể tiêu hóa và hấp thụ, một nghiên cứu so sánh sự hấp thụ chất dinh dưỡng từ thịt bò sống và chín cho rằng việc ăn thịt bò sống có thể gây hại cho sức khỏe, dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng hoặc tử vong. Các nghiên cứu về mặt dinh dưỡng so sánh thịt bò nấu chín và thịt sống đã tìm thấy không có sự khác biệt đáng kể nào đối với hàm lượng vitamin B12 và hàm lượng phốt pho giữa chúng, ngoại trừ thịt bò chiên Thịt bò được chiên làm giảm 32% hàm lượng vitamin B12 so với thịt bò sống, hàm lượng protein của thịt bò có thể tiêu hóa kém hơn khi thịt được nấu ở nhiệt độ cao trong một thời gian dài. Theo Healthline, thực phẩm thô có nguồn gốc từ động vật, chẳng hạn như thịt bò, có khả năng dễ nhiễm vi khuẩn gây bệnh, do đó các cơ quan y tế khuyến nghị rằng không nên tiêu thụ thịt bò sống và các loại thịt khác. Việc ăn thịt bò sống tốt cho sức khỏe hơn thịt bò chín về khả năng cung cấp dinh dưỡng? và hàm lượng vẫn chưa được chứng minh bởi các nghiên cứu hiện tại theo lai Hãy để lại quan điểm của bạn ở phần bình luận nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh Xin chào và hẹn gặp lại.